Chị Tâm vào đây. Chị ngồi đi ạ. Lâu lắm rồi mới thấy chị qua nhà em chơi đấy. Nay chị qua có việc gì thế ạ? À, chuyện là ấy, chị mới làm xong mẻ bánh trung thu mới, nên là sang biếu hàng xóm mỗi người mấy cái để ăn lấy thảo mà. Cái bánh này chị tự làm á? Trời ơi, nhìn chị á, cháp gởn thế này thôi chứ chị nữa không ra tránh lắm đấy. Chả chị làm chứ ai. Mỗi mùa trung thu nhá, chị lại làm bánh để bán cho mọi người đấy. Em mới chuyển đến nên em không biết thôi. Bây giờ người ta chuộng ăn bánh handmade lắm, vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhá, mà lại còn ngon nữa. Chứ bây giờ ít ai mà người ta mua bánh hãng lắm, chỉ được cái đẹp mã thôi chứ đặt một xưởng ra được ấy. À mà bây giờ lấy cho chị con dao. Lấy con dao đây. À ha, để chị cắt bánh ấy mà. Đây chị. Nào, cắt cho nha. Đây, em ăn đi. Cái này là bánh đậu xanh này. Còn cái này là bánh thập cẩm. Có cả trứng muối đấy. Để em ăn thử nhá. Ngon thật chị ạ, bảo ra đông khách. Chị chỉ làm bán loanh quanh cho người quen với cả hàng xóm thôi. Nếu mà Hoàng ăn thấy ngon ấy thì nhớ ủng hộ chị nhá. Chị cứ yên tâm đi. À mà mấy nữa nhá, em sẽ tổ chức trung thu cho chung cư nhà mình. Chắc chắn là bọn trẻ con sẽ thích bánh nhà chị lắm này. Ôi trời ơi, thế thì còn gì bằng nữa. Ôi giời, trưởng khu nhà mình á, đúng là tâm lý thật đấy. Thế em định lấy bao nhiêu cái nhỉ? Anh Hoàng, hôm nay không đi làm à? Chị Tâm, em là chị ạ. Chào Tâm. À tiện thì em ăn bánh trung thu luôn đi này, chị mới làm xong đấy. Thôi ạ, em vừa no rồi chị ạ, để khi khác chị nhá. Ăn no hả? Mày ăn cái gì mà no? Mày trốn thôi mày đi ăn lỉnh cái gì đúng không? À thôi Hoàng, thế em định lấy bao nhiêu cái nhở? Chứ bánh nhà chị là bánh handmade mà, nên là làm cũng hơi lâu ấy, phải đặt trước cơ thì mới có hàng được. Chung cư nhà mình là có 15 hộ này, thì chắc là lấy 40 cái chị nhở? Mà bao nhiêu tiền một cái đấy ạ? À bình thường ấy thì chị lấy người ngoài là 25.000 một cái, còn riêng chú Hoàng đây nhá, chị chỉ lấy 15.000 thôi. Mà hôm nay mới mùng 2 mùng 3 mà anh, sao anh đặt sớm thế? Với cả bánh handmade ấy thì phải làm cái ăn luôn thì nó mới tươi chị Tâm nhở? Bánh nhà chị toàn làm tươi trong ngày thôi, bao ngon luôn, em cứ yên tâm nhá. Thế thì anh lo gì, để khi nào sát ngày rồi đặt sau. Với cả hàng xóm thì chị Tâm cũng ưu tiên chị nhở? Em không đặt bây giờ thì cũng không sao cả. Em cứ đi tham khảo mấy chỗ nữa ấy. Chỗ nào được thì em lấy cũng không sao. Chị không sao cả. À mà tiện đây thì chị cũng đang định nhờ chú Hoàng một việc. Chuyện là như thế này. Chị định bán hàng như thế này này, nhưng mà đang online lên ý, thì sợ người ta lại không biết được. Mà chú Hoàng lại đang là trưởng khu ở cái xóm mình ý, nên là chú có thể báo tòa nhà cho chị bán hàng ở sảnh ít hôm được không? Chắc là khoảng chục hôm thôi, chắc không sao đâu nhỉ. Cái này thì cũng không khó lắm đâu, để em báo xong là em bảo với chị nhá. Thế thì chị cảm ơn nhá. À mà thôi, bây giờ chị lại đang có việc rồi, chị xin phép chị về trước nhá. Chào hai anh em nhá. Tất cả là tại cái thằng Tôm danh con đấy, đúng là cái loại phá hoại mà. Suýt nữa thì được đơn lớn rồi. Cái mẻ lớn như thế này á, nhất định là không thể vượt mất được. Còn nhà nào có triển vọng không nhỉ? Để sang biếu bánh phát. Này, tao thấy hình như mày có vẻ không thích chị Tâm đúng không? Đâu có đâu. Rõ ràng là có. Qua bao nhiêu tập thám tử nhí rồi, tao chỉ cần ngửi một phát thôi là đã biết mày nghĩ gì rồi. Mà chị Tâm chị cũng đáng yêu mà, chị còn tặng mình bánh trung thu đây này. Đúng là anh của em. Bởi vì hôm trước em có bắt gặp, em nghi ngờ chị Tâm làm bánh trung thu từ nguyên liệu không đảm bảo đấy. Đủ rồi, tiền của em đây. Để chị. Chị có sao không ạ? Chị không sao, chị nhà được rồi. Thôi chị đi đây nhá. Đấy là chị Tâm mà. Tại sao chị ấy cứ vội vội vàng vàng và chuột dạ thế nhở? Cái túi đó hình như là có mùi hôi. Chắc là mình đang đi quá. Ui xì, tưởng cái gì? Người ta mua đồ về chắc gì người ta đã để làm bánh. Mày cứ nghĩ linh tinh. Em chỉ mới nghi ngờ thôi, nhưng mà em vẫn phải cảnh báo anh. Đồ ăn không rõ nguồn gốc xuất xứ
và chưa có giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mà mua cho cả xóm ăn thì nhỡ mọi người mà bị làm sao ấy thì anh chết. Thì có tao làm chuột bạch như thế, tao ăn vào mà bị đau bụng nhá thì thôi, không đặt nữa. Dù gì chị Tâm cũng là hàng xóm láng giềng của nhà mình ấy, tao là trưởng cái khu này thì tao phải có trách nhiệm yêu thương đùm bọc mọi người chứ. Tao sẽ là cái bờ vai vững chắc để cho mọi người dựa vào, rồi kỳ sau mọi người sẽ bầu cho tao làm trưởng khu tiếp luôn. Ơ, hai ông bà này đang kịch hay gì nhở? À thôi, mình cứ nên tránh đi. Ơ, đi vào đây. Hai anh chị cãi nhau thì cứ cãi đi, luôn vào làm gì? Không, mày phải vào đây, mày làm trọng tài cho tao. Mày phải đứng về phe tao, mày phải làm nhân chứng cho tao chứ. Anh thôi đi, anh có biết là vì cái bánh nhà anh ấy mà bố mẹ tôi, anh ngăn tôi vào bệnh viện không hả? Lại còn nói là cái gì mà bánh tự làm, handmade đảm bảo làm các thứ. Anh không yêu tôi thì anh nói luôn một câu đi, tại sao anh phải làm thế chứ? Đồ tồi. Lại ném. Thì anh cứ đặt vào tay tôi thì tôi chả ném. Nhưng mà anh thề với em nhá, bánh này là cái bánh handmade thật mà. Anh ăn nhá, anh không bị làm sao thì anh cứ đưa cho bố cho mẹ em ăn. Ngon đúng không Tôm? Tôm gì? Anh lấy bánh của chị Tâm mang cho chị Vi ăn đấy à? Cái gì? Anh lấy bánh của gái tặng anh cho tôi á? Anh... Không phải gái đâu, mà là hàng xóm nương tựa nhau thôi. Người ta biếu bánh cho anh nên là em đừng có nghĩ linh tinh. Đúng rồi đấy chị ạ, chị Tâm và anh Hoàng ấy cũng không có gì đâu. Chẳng qua là chị Tâm hay mang đồ sang cho anh Hoàng, với cả là anh ấy hay giúp chị thôi ạ. Này, mày đang giúp tao, mày đừng giết tao đấy. Rõ rồi nhá, anh còn chối cái gì nữa. Anh có nhân tình, sao bây giờ anh hãm hại cả nhà tôi. Để anh dễ dàng quay lại với nói cái gì. Tôi ghét anh, tôi tội, chia tay đi. Vì này, sao mà cứ thích ném bánh vào người khác thế hả? Đã thế nhá, chia tay thì chia tay. Anh thèm mà yêu cái đồ cục xúc như em ấy. Đã mang bánh cho ăn rồi còn bị bắn. Em đã bảo là bánh có vấn đề rồi mà anh vẫn cứ mang cho chị Vi ăn cơ. Vấn đề là vấn đề thế nào được? Tao ăn mà tao có bị làm sao đâu. Sao lại thế nhở? Có phải là anh ăn bánh chỉ ăn vỏ mà không ăn nhân có phải không? Sao mày biết? Thì chắc chắn vấn đề nằm ở đó rồi. Trời ơi, cảm ơn chú Hoàng nhá. Nhờ chú Hoàng mà hôm nay chị mới được bán hàng ở đây. Hôm nào đến ngày Trung Thu á, chị lại biếu em thêm vài cái bánh nhá. Lời cảm ơn thì tôi xin nhận. Nhưng mà còn những cái bánh này ấy, chị giữ lại mà ăn. Tôi mang về ăn ấy, mất công đi viện lắm. Chú nói cái gì đây? Trước giờ nhà chị bán hàng uy tín mà. Đây, bánh handmade này làm tươi ngon, đảm bảo uy tín mà, chú cũng ăn rồi còn gì. Chị thôi đi. Chị làm bánh Trung Thu từ nguyên liệu bẩn, hết hạn. Chị nhập với giá rẻ rồi làm bánh Trung Thu, gắn mác handmade để bán cho mọi người. Chị còn cố tình mang bánh Trung Thu để tặng cho những người chung cư để quảng cáo. Suýt nữa thì anh tôi thành đống lõa của chị vì đã giúp chị bán hàng ở đây. Cũng may là tôi đã phát hiện ra. Hôm đó tôi vô tình gặp chị ở hầm gửi xe. Lúc va phải chị, tôi đã thấy đồ của chị rơi ra. Bên trong là lạc xưởng đã đổi màu, lại có mùi rất khó ngửi. Có thể thấy lạc xưởng đó đã để lâu và bị hỏng. Tuy nhiên lúc đó tôi không chắc về mục đích sử dụng của chị. Nhưng sau đó khi thấy chị qua nhà tôi và mang bánh Trung Thu qua biểu thì tôi có thể chắc chắn rằng nguyên liệu bên trong bánh Trung Thu của chị chẳng tốt lành gì. Lúc gặp tôi, thái độ của chị cũng có phần gượng gạo, càng làm tôi nghi ngờ hơn nữa. Bởi vì anh Hoàng không ăn nhân bánh nên không bị đau bụng. Tuy nhiên sau đó khi chị Ly đến bắt đền anh tôi vì ăn bánh Trung Thu bị đau bụng,
Lúc đó anh tôi mới tin rằng bánh trung thu có vấn đề. Và chúng tôi đã lên kế hoạch để vạch mặt chị. Trâm ơi, Hoàng đây à? Qua đây có việc gì? À, qua mua bánh trung thu đúng không? À không, em qua để gọi chị xuống ký hợp đồng để mở quầy ấy. Chị có muốn mở quầy nữa không? Ơ, em vẫn nhớ để giúp chị à? Eo ơi, tốt thế nhỉ? Ờ, thế thì đợi chị một tí nhá, xong chị chạy uống xuống luôn. Ờ, không đợi được đâu. Em phải xin mãi ban quản lý người ta mới cho đấy. Bây giờ người ta đợi chị ở dưới quầy kia kìa. Ờ, thế thôi, đi đợi chị khách đi cửa. Thôi. Thần tài đen. Pha này à, phải làm thật là nhiều để mang số quán bán mới được. Thơm ngon như thế này thì làm sao mà có ai biết bên trong có những cái gì? Tôi thật không ngờ là hàng xóm láng giềng với nhau mà chị bán cho một người những chiếc bánh thế này à? Hả? Trong đấy có cả trẻ em và người già nữa. Nhớ đâu họ ăn vào gặp phải vấn đề gì, lúc đấy chị có chịu nổi trách nhiệm không? Ôi giàu ơi, cả năm mới có một ngày thôi, ăn bẩn một tí đi cho nó sống lâu. Làm sao mà cứ phải rúm bé cả lên đấy nhở? Chị đừng cố biện minh nữa. Chị làm bánh trung thu từ nguyên liệu bẩn là đã quá sai rồi. Dù ít hay nhiều thì tác hại cũng như nhau cả thôi. Em khuyên chị hãy nên nhận tội đi, vì tất cả bằng chứng đã có trong tay chúng em hết rồi. Chúng tôi còn có cả nhân chứng nữa đấy. Cả gia đình người yêu cũ của tôi sau khi ăn bánh của chị xong đã phải nhập viện. Mà tôi không hiểu nổi ai có thể cung cấp cho chị những cái thứ nguyên liệu bẩn như vậy chứ. Này, chị đến giao hàng đây. Gớm, dạo này bận thế, chả thấy tự qua lấy gì cả. Ơ, tưởng ai, hóa ra là người yêu cũ à? Bánh mà nhà em ăn xong đi nhập viện chính là anh mua ở đây đấy. Còn nguyên liệu bẩn hóa ra chính là do nhà em cung cấp. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Quả báo nhãn tiền đến hơi sớm đấy. Đủ rồi, tiền của em đây. Ok. Hóa ra là tự mình làm hại mình à? Đây chính là chị Tâm, người đã tặng quà cho anh Hoàng. Hóa ra vòng một vòng thì lại chính mình ăn đồ bẩn do nhà mình làm ra. Chỉ vì ạ, chị không cháy được liên can đâu. Thôi, ba người đứng ở đây mà giải quyết với nhau đi, tôi về đi. Chị nghĩ chuồn dễ thế á? Đi lên phường giải quyết đã. Còn Vi nữa, em cũng lên đầu thú đi, đừng để mọi chuyện rắc rối thêm. Các vị phụ huynh và các bạn nhỏ thân mến, dịp lễ Tết chính là dịp để những thực phẩm bẩn bán tràn lan lộng hành, gắn mác thực phẩm handmade, rất nhiều gian thương để bán những món ăn không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng nguyên liệu kém chất lượng. Điển hình như bánh trung thu handmade được bán tràn lan. Những thực phẩm này có thể gây hại đến sức khỏe của người tiêu dùng. Vì vậy, dịp lễ trung thu sắp tới, mình chúc mọi người có một sự lựa chọn đúng đắn, sử dụng thực phẩm an toàn cho sức khỏe của mọi người và có một dịp lễ vui vẻ nha. Mình là Tô, Thám Tử Nhí. Mọi người đẩy view giúp em ạ.
rồi, tuyệt vời, cảm ơn anh Thuận nhá. Rồi, tốt, chốt luôn cho em Tú lên một bịch để ăn cùng người yêu ạ. Vâng ạ, em Tuấn ạ, à, ok, chốt luôn cho em Tuấn 3 bịch để ăn cùng cả họ cả hàng luôn ạ. Mọi người yên tâm nhá, rong biển nhà em là loại xịn nhất hiện nay luôn. Ăn vào là mê luôn, mọi người ăn không ngon nhá, em cho trả lại luôn. Vâng, ok, chốt đơn luôn ạ, chốt đơn. À đây mọi người ơi, đây là em trai em mọi người ạ. Sao ạ? Mọi người muốn hai anh em nhảy chung nhá. Thế thì à, phải chốt lên 10 đơn thì bọn em mới nhảy chung cơ. Anh like thì cứ like đi, luôn vào làm gì? Oh. Này, mày là em trai tao, mày không thương hả? Em trai này cơ mà. Này, này, cầm lấy cái này tạo dáng đi. Đấy, mọi người đẩy view giúp em ạ. Sai, tuyệt vời. U là trời, chị Linh Kendi chốt luôn 10 đơn vì em Tôm quá đẹp trai phải không ạ? Chốt cho chị Linh Kendi 10 đơn luôn ạ. Chốt luôn chị Linh Kendi. Em cam đoan mọi người nhá, ăn một lần nhá là đắm say, ăn hai lần là say đắm, ăn ba lần là nghiện luôn. Anh Hoa, trong biển này sao lại không có sự nhấn mát thế? Mọi người, hôm nay là nhà em đã đủ chỉ tiêu rồi nên em xin phép và kết thúc livestream ngày hôm nay ở đây ạ. Mọi người nổ địa chỉ em xin tận giường nhá. Bye bye mọi người. Này, mày đang làm cái gì đấy? Suýt thì hỏng cái buổi livestream của tao rồi đấy. Em chỉ nói sự thật thôi mà. Anh bán hàng này đã tìm hiểu, nghiên cứu kỹ xuất xứ chưa? Em thấy chả có bao bì nơi sản xuất gì cả. Ngày sản xuất với hạn sử dụng này đấy. Quá là xịn sò luôn. Đây chỉ là cái bao bì thôi, muốn in ra ngoài đây. Ý em là nơi sản xuất với cả thông tin sản phẩm cơ mà. Mày cứ vẽ chuyện đấy nhở? Gớm, người ta mua online, quan trọng là ngon. Chỗ nào chẳng thế, lấy một đống về nhá, xong là bỏ ra mấy cái bao bì khác nhau rồi dán tem mác vào, thế là bán giá gấp 5, gấp 10 lên. Quan trọng ấy là người bán thôi. Tao nhá, bây giờ là TikToker nổi tiếng, cả 100.000 follow đấy. Tao mà không lợi dụng cơ hội này để bán hàng á thì có hơi phí. Nhưng mà anh nhập ở đâu? Từ bao giờ? Có chắc uy tín không? Chứ em thấy người bố anh nghi chả dùng mấy lần trước em ăn gì cả. Tao nhập ở chỗ cực kỳ uy tín luôn, người ta tự tay làm mà. Mà mày cứ như ông cũng non ấy, suốt ngày tra khảo. À, mà bán hàng cùng tao không? Tao thấy mày cũng đẹp trai này, chắc là bán được khá khá ấy. Xong là tao chia lợi nhuận cho. Thôi, em không bán cùng đâu. Em sợ bán cùng anh ấy, xong lúc người ta bóc phốt lắm. Chê nhá. Chê, chắc tao thèm. Gớm. Này, sau này tao mở được cửa hàng nhá, chả biết thằng nào chê thằng nào. Anh Hoa, em tưởng nãy giờ anh đi mua thuốc đau bụng cơ mà. Đi cái gì mà đi, không đi nữa. Ủa? Anh làm sao đấy, có chuyện gì à? Ủa? Mà anh trồng cây ở đây à, mà sao làm sao đấy? Ủa, hồi nhá. Trồng cái gì mà trồng, tao vừa bị người ta ném đá này này. Sao lại ném đá? Thì đây. Ơ, anh, chị hỏi tí. Đây có phải là cái âm nhạc của hot TikToker gì mà Hoàng nghe rất là mỗi cái biết không? Đúng rồi, em nè, Hoàng nghe răng. Là em đấy. Là em, chị tìm em à? Chị định tặng quà em. Chị tặng đi ạ. Đợi tí nhá, có quà nhá, quà nhá. Quà đây. Sao chị định ném em hả? Lại còn không mà, lại còn hỏi à? Này nhá, mày lên trên mạng livestream bán đồ, kêu gọi mọi người mua. Con tao nó không xin tiền mua, nó bảo là cái gì ủng hộ idol. Thế xong là ăn xong là lên trên biển cái kìa. Idol cái gì, có mà idol thì có. Chắc là chị nhầm với ai chứ không phải em. Không, còn không à? Hả? Hàng nghe răng đây, đây đây. Lần sau bỏ cái thói buôn bán đồ đều lùa dởm nhá. Không phải không xong với ta đâu. Anh em đâu, ném đó. Chết này, mày chết này. Đấy, không ai khổ bằng tao. Là người ta thấy tao ấy làm ăn được nên là định chơi xấu tao đây mà. Thôi đi, anh đừng có mà ảo tưởng nữa. Chẳng ai hại anh đâu, mà do chính anh đấy. Tao làm gì mà tài táo? Bởi vì anh bán hàng kém chất lượng cho mọi người nên thế chứ sao. Kém chất lượng đâu mà kém chất lượng. Mày ăn chứ mà bảo kém chất lượng. Này nhá, tao ăn mấy ngày hôm nay ý, xong bị đau bụng mấy ngày hôm nay luôn ấy. Đây nhá,
Một bên là loại trong biển mẹ mua là chị, một loại là của anh. Anh cho vào nước là sẽ thấy ngay. Đấy, anh thấy không? Rong biển của anh dai, kéo ra còn không đứt. Em nghĩ là túi ni lông đấy, chứ không phải là rong biển kém chất lượng đâu. Ui, đúng thật này. Thế nên là em bảo với anh là phải kiểm tra thật kỹ chỗ nhập rồi. Thế bây giờ anh nhập ở đâu? Dẫn em qua đi, để xem họ là ăn gian dối như thế nào. Anh mà còn giấu ấy là tội đồng loán nặng lắm đấy nhá. Nhưng mà tao không biết địa chỉ ở đâu hết. Cái gì? Anh nhập hàng mà không biết địa chỉ á? Thì tao nhập qua chỗ người quen giới thiệu. Bình thường á, toàn ship tận nơi, không thì ra quán cà phê để lấy thôi chứ. Thế mà anh cứ nói chắc như đinh đóng cột đấy. Nào là hàng đảm bảo, nào là hàng tự làm. Thì tao có biết là như thế đâu. Bây giờ tao phải làm sao bây giờ? Tao không dám lên mạng nữa đâu. Bây giờ mà lên mạng á, kiểu gì cũng bị bóc phốt. Để em nghĩ cách xem nào. À, có rồi. Trời ơi. À chú em, hôm nay có việc gì hẹn anh ra đây? Hết hàng rồi à? Ờ, anh cảm ơn nhá. Hết, nhưng mà là hết đời em. Sao anh bảo là cái hàng này chất lượng lắm, em mang về bán là bị người ta bóc phốt trên mạng kia kìa. Anh xem thế nào đi. Ô hay ô hay. Cái thằng này, xem thế nào là xem thế nào. Anh phân phối nhá, biết cho bao nhiêu người, chả ai bị làm sao cả. Chú em mới bán được có vài đợt đã có vấn đề rồi. Có khi là tại mày ấy. Mà lấy được thì lấy, không lấy được thì thôi, rách việc. Ơ này, em nói thế chứ em có đổ tại anh đâu. Ít ra anh là người cung cấp hàng cho em, thì anh cũng phải cho em biết là cái nguyên liệu làm ra cái này này, rồi là cái nguồn gốc xuất xứ mà làm ra cái này. Thôi thôi, tao bán cho bao nhiêu người, chưa có ai rách việc như mày đâu nhá. Làm ăn với nhau ấy, quan trọng nhất là tin tưởng. Không tin tưởng được ấy, thì dẹp. Ơ tí trả tiền cốc nước ấy. Ôi ôi. Xin lỗi anh ạ, em không may. Điện thoại của anh đây ạ. Không có gì đâu, cảm ơn em nhé. Vâng ạ. Thành công chưa chị? Lại trả thành, anh ta cầm điện thoại rồi, không nghi ngờ gì luôn. Vậy là tốt rồi, chuyện vui còn ở đằng sau. Alo. Anh ơi, hôm nay em có không may đụng vào anh ở quán cà phê ấy ạ. Anh nhớ rồi. Có chuyện gì thế em? Mà sao em có số điện thoại của anh đấy? Thực ra đấy là điện thoại của em anh ạ. Nãy em vội quá nên em cầm nhầm điện thoại của anh. Đúng thật này. Thế mà anh không để ý đấy. Có lẽ là chúng ta có duyên đấy em ạ. Cả hai điện thoại đều quan trọng nên anh có thể cho em xin địa chỉ để em có lấy lại máy không ạ? Được chứ. Ây da, lại còn qua nhà anh lấy máy cơ à? Để anh nhắn tin cho nhá. Ok, bye em. Ngon.
chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Mà thôi, bây giờ mình phải đi tút tát lại nhan sắc này, gặp gái đẹp cái đã. Em chào anh ạ. Em đây à? Em cho cái gì vào nước của anh ta mà anh ta phi nhanh thế? Em cho thức sổ ấy mà. Sợ. Thôi, bếp ở đằng kia kìa. Đi nhanh lên, chị trông cho. Vâng. Ơ kìa, Vy. Lần trước đang định mời em đi ăn, em lại về mất rồi. Hay là hôm nay em đi ăn với anh nhá? Em cũng muốn lắm, nhưng mà em sợ hôm nay anh bận. Ờ, đâu? Anh có bận gì đâu. Bận chứ. Bận tên vừa mới chia sẻ đấy. Chúng mày định làm gì tao? Thả ra. Thả anh ra để anh tiếp tục đi lừa đảo. Anh bán đồ kém chất lượng cho mọi người như thế à? Ờ, thế thầy hóa ra là em quen với chúng nó à? Thì em là người yêu của anh Hoàng mà. Cái gì? Em hùa với chúng nó lừa anh à? Chả ai lừa anh ở đây cả. Chúng vẫn tự đặt bẫy, anh tự sập đấy chứ. Mà nếu anh không phải là người làm ăn gian dối, đâu ai bẫy được anh. Chúng tôi đã có tất cả bằng chứng về hành vi anh làm trong biển từ túi ni lông rồi. Chúng mày nhá, tao sẽ kiện chúng mày vì tội lừa đảo, chiếm đoạt tình cảm của tao. Khóc đi, khóc to vào, khóc thì cần lúc lên phường là vừa đấy. Đi, Vì ơi, anh yêu em. Cô Ly ơi. Anh Sơn, anh đưa Tôm đến đấy hả? Chào chào cô ạ. Ừ, lâu lắm rồi không gặp, Tôm càng ngày càng đẹp trai nhờ. Ừ, cho anh gửi Tôm ít hôm. Mấy hôm nữa anh đi công tác à, mà Tôm ở nhà nó hay ăn linh tinh lắm, anh lại lo. Em biết rồi, anh nói chuyện qua điện thoại là em hiểu ngay. Anh cứ yên tâm đi công tác đi, còn Tôm để em lo cho. Ừ, à còn nữa, mấy hôm nữa Tôm thi ý, mà nó ở nhà anh lo lắm. Hay là cô tìm giúp anh một gia sư cho Tôm nhá. Cái này thì anh cứ yên tâm, bạn em làm gia sư tốt lắm. Ừ, thế tốt quá rồi, mà anh chuyển cho cô 50 triệu ở đấy. Nếu mà thiếu thì nhắn anh nhá. Em nhận được rồi, anh cứ khách sáo. Em là cô ruột của Tôm cơ mà. Anh không phải tiền nong gì cả, em lo tất tần tật cho. Thôi được rồi, Tôm ở đây ngoan nhá. Bố đi công tác vài hôm, rồi về mua quà cho. Dạ vâng ạ. Anh cứ yên tâm đi công tác ạ. Chào hai cô cháu nhá. Anh về ạ. Con chào bố. Tôm bây giờ vào nghỉ ngơi đi nhá. Tí ốc cô nấu gì cho ăn, rồi cô dẫn sang thầy giáo. Phải học hành cho tốt thì bố mới yên tâm đi công tác được, nghe chưa? Dạ vâng ạ. Ừ, vào đi. À, chị và cháu đến rồi ạ. Đây là Tôm hả chị? Đúng rồi, Tôm. Đây là chú Cường, gia sư môn toán. Còn đây là Tôm, hiện đang học lớp 9 mà chị bảo chú đấy. Chào chú ạ. Tôm mới lớp 9 mà lớn lại còn đẹp trai nữa. Học giỏi nữa là nhất luôn đấy. Để chú kèm cho vài buổi ấy, đảm bảo kết quả cao luôn. Thế chị gửi Tôm ở đây, gửi gắm cho chú nhá. Dạ vâng, chị cứ yên tâm về đi ạ. Chị về nhá, cô về đây. Chị về ạ. À, cháu ngồi đi. Bây giờ cho chú xin một ít thông tin cơ bản của Tôm nhá. Dạ vâng, chú cứ hỏi đi ạ. Họ và tên và ngày tháng năm sinh của cháu. Dạ, cháu tên Nguyễn Tiến Quang, 31 tháng 10 2006 ạ. Thế còn chiều cao cân nặng thì sao? Sao lại phải cần chiều cao cân nặng hả chú? À, để chú lưu vào hồ sơ học sinh, không có gì đâu. Tiện thể cho chú xin luôn tình trạng sức khỏe nhá. Vì lịch học căng thẳng,
chú cần phải biết tình trạng sức khỏe của học sinh để sắp xếp lịch học cho hợp lý mà, không sao đâu. Cháu cao 1m64, nặng 40 cân, tình trạng sức khỏe bình thường ạ. Ngon. À, tốt, chú làm xong rồi. Chú ơi, thế bây giờ mình học luôn được không ạ? Ấy, làm gì mà vội thế. Trước khi học ấy, mình phải buông bỏ hết cái stress trong đầu ra thì học hành mới hiệu quả được, cháu hiểu không? Thế bây giờ mình làm gì hả chú? Bây giờ chú sẽ đi đặt đồ ăn này, rồi ăn xong chú cháu mình học, lo cái gì? Cháu không phải lo đâu. Đây là phương pháp cải tiến mới của nước ngoài. Chú đã dạy cho rất nhiều bạn học sinh. Tất cả các bạn đấy đều đạt kết quả cao và thành tích rất là tốt. Cháu yên tâm đi. Dạ vâng ạ. Được rồi. Thế bây giờ cháu ngồi đây nhá, để chú đi gọi đồ ăn. À mà không được. Bây giờ ấy, cháu phải gọi chú là thầy. Là thầy nhớ chưa? Dạ vâng thầy ạ. Ngoan lắm, đợi thầy ở đây nhá. Hôm nay đi học có tốt không? Cô ơi, cháu thấy chú ấy cứ lạ lạ kiểu gì ấy ạ. Sao? Chú dạy khó hiểu à? Hôm nay cháu học buổi thứ tư rồi mà vẫn chưa được dạy cái gì. Chú ấy có dạy đâu cô. Sao lại thế nhở? Cháu cũng không biết nữa. Ngày nào đến cháu cũng chỉ ăn với chơi thôi. Chắc đấy là phương pháp dạy mới thôi. Cô thấy phụ huynh cả học sinh ở đấy đều khen mà. Cháu không muốn đi học ở đấy nữa đâu cô ạ. Chán lắm, với cả tốn thời gian nữa. Thôi, để tí nữa cô gọi điện cho chú ý. Mà hành động của chú ý lạ lắm cô ạ. Chú ý lưu tất cả thông tin của học sinh lại. Mà không phải thông tin cơ bản đâu cô ạ. Toàn thông tin về chiều cao với cả cân nặng thôi. Cháu thấy không an toàn lắm đâu. Thế à? Mà cô thấy thầy giáo lưu thông tin của học sinh là chuyện bình thường mà. Tôm nói thế thì tí nữa cô sẽ gọi điện xem thế nào. Nhưng mà tiền học cô đóng cho Tôm 5 buổi rồi. Tiền học ở đấy thì không rẻ đâu. Tôm cứ học thêm một buổi nữa đi xem thế nào nhá. Cô sẽ phản hồi lại chú ý xem có thay đổi không. Vậy được ạ. Thế bây giờ vào ăn uống rồi tắm rửa nghỉ ngơi đi nhá. Dạ vâng ạ. Cô cũng ngủ sớm đi nhá. Ừ. Tôm ơi, cháu ngủ chưa? Alo, anh làm ăn thế nào đấy? Nó nghi ngờ rồi đấy. Bố nó giàu lắm, để tuột mất mối này là vỡ nợ đấy. Anh làm sao thì làm. Hôm tới anh ra tay đi, tôi bắt nó đi học thêm một buổi nữa rồi đấy. Rồi, thế nhá. Tôm có đói không? Thầy mua một ít thịt xiên này, ăn đi rồi chúng mình học. Ôi, hôm nay được học rồi hả thầy? Hôm nay chúng ta sẽ học bài mới. Dạ vâng ạ. Ăn đi. Thầy ơi, hình như có tiếng chuông điện thoại. Thầy có nghe thấy không ạ? À, hình như là điện thoại thầy để trong nhà rồi. Đợi thầy một chút nhá. Dạ vâng ạ. Thằng danh con, tao tưởng mày thế nào cũng chỉ là thằng danh con mà thôi. Alo bà chị đấy à? Thằng cháu của bà chị sập bẫy rồi đấy, chuẩn bị đến mà hút bạc đấy. Nó ngủ thì ngày mai mới tỉnh. Alo, anh Sơn ạ, à? Tôm bị bắt cóc rồi ạ. Tôm bắt cóc ạ. À?
Sao? Tôm đâu? Anh ơi, sáng nay Tôm đi học nhưng mà 10 giờ thầy giáo gọi bảo Tôm không đến. Em gọi điện nhưng mà Tôm không nghe. Một lúc sau thấy tin nhắn đến tống tiền. Em nghĩ là Tôm bị bắt cóc rồi. Anh ơi, em xin lỗi anh, lỗi là ở em ạ. Bình thường cháu Tôm đi học rất đúng giờ, nhưng ngày hôm nay tôi đợi mãi mà không thấy cháu đến. Xung quanh nhà tôi rất nhiều thanh niên lưu học. Tôi nghĩ rằng bọn chúng thấy Tôm sáng sủa nên đã bắt cóc để tống tiền anh ạ. Thế chúng đòi bao nhiêu? Dạ 2 tỷ ạ. 2 tỷ á? Thời hạn đến bao giờ? Trong ngày hôm nay ạ. Nếu mà trong ngày hôm nay không nộp, chúng sẽ làm hại Tôm ạ. Thôi rồi, đi ra ngân hàng rút tiền. Bố, bố không cần ra ngân hàng rút tiền đâu ạ. Con đã an toàn trở về rồi. Tôm, sao thoát được? Bởi vì con biết kế hoạch của kẻ bắt cóc bố ạ. Thế còn những tin nhắn này? Chính là kẻ bắt cóc gửi đấy bố ạ. Là sao? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Hai kẻ bắt cóc không ai khác, chính là hai người này. Con đã nghe được kế hoạch bắt cóc của cô Ly và anh ta vào buổi tối hôm ấy. Bởi vì con cảm thấy gia sư này có vấn đề. Chẳng gia sư nào lại không dạy mà cho học sinh chỉ đến ăn uống rồi về. Khi con phản ánh với cô thì cô lại luôn tỏ vẻ ra bênh vực hắn. Nghi ngờ có gì đó khuất tất, con đã theo dõi và nghe thấy cô và hắn bày mưu với nhau sẽ bắt cóc con vào ngày dự tiếp theo, chính là hôm nay. Chính vì thế con đã tương kế tự kế. Lúc anh ta cho con ăn đồ ăn, biết trước là hắn đã giở trò. Con giả vờ ăn rồi nhả ra, giả vờ ngất đi để tác thành cho kế hoạch của hắn. Con đã thoát ra rồi chạy về đây trước khi anh ta và cô Ly lấy được số tiền của bố. Hóa ra hai người lợi dụng Tôm để đòi tiền tôi à? Còn cô nữa, cô là cô ruột nó cơ mà. Anh ơi, em xin lỗi, là do em nợ nần quá. Em không có ý định hại Tôm đâu. Chính anh ta đã xúi giục em. Này bà chị, chính bà chị nhờ tôi cơ mà. Tại sao bây giờ lại đổ hết tội cho tôi? Bà chị sống như thế mà được à? Anh ơi, không phải em đâu. Tôm ơi, cô không hại Tôm đâu đúng không? Cô là cô của Tôm mà. Bố đừng tin, quyển sổ của anh ta có rất nhiều thông tin của các bạn nhỏ. Có lẽ anh ta không chỉ là kẻ bắt cóc, anh ta còn buôn bán nội tạng nữa bố ạ. Hóa ra anh không hề đơn giản như tôi tưởng. Cô im đi, cô là cô ruột đó cơ mà, lại còn cấu kết với hạng người này nữa. Có khó khăn thì bảo anh chứ, sao mày đối xử với Tôm như vậy? Hai người đừng hòng chạy thoát, tôi đã báo công an rồi. Tội của hai người nặng lắm, chuẩn bị ngồi tù đi. Tôm, về đó con. Tất cả là tại cô đấy. Mày đi đứng kiểu gì đấy, không nhìn à? Rõ ràng là anh va vào em, xong anh lại còn bất lịch sự với em nữa. Mày... anh xin lỗi nhá, tại anh vội quá anh không nhìn đấy. Ồ, tình cờ thế, hai người quen nhau à? Ồ, anh có quen anh ta đâu. Đây là... đây là Tôm Thám Tử, truyền thuyết trong gia phả nhà em đấy. À, Tôm. Anh nghe chị em kể về em nhiều lắm, nhưng mà hôm nay có cơ hội để gặp em đấy. Rất vui được làm quen nhá. Trông giả chân ấy. Thì lúc nãy ai bảo anh ấy va vào em, lại còn mắng em nữa. Thôi em đi về đây, kệ chị đấy. Ơ đây này. Nãy anh vội quá nên là anh lỡ va mà nó làm giận rồi. Thôi thôi thôi, kệ nó anh ạ. Tính nó cứ hầm hầm như thế nào ấy, để em về em giải lại cho. Không cần làm to chuyện lên như thế đâu. Em mà làm như thế á, nhỡ đâu anh lại không có cửa để bước chân vào nhà em thì làm sao. Ai cho bước vào bước. Anh đi bước anh bước. Làm thôi. Anh đang vội lắm mà. Có gì mình gặp nhau sau nhá. Anh đi về đi. Anh đi về nhá. Bye bye. Ôi, vừa đẹp trai, tài giỏi, lại còn có trách nhiệm cho công việc nữa chứ. Chị chưa nghe câu mê trai thì ngày mai cũng không hết giải à? Dại cái gì mà dại. Mày chẳng biết cái gì cả. Người ta ấy là dân làm ăn buôn bán lớn, nên là câu từ không được lịch sự với cả tiết chế cho lắm. Nhưng mà bên trong người ta vô cùng ấm áp luôn. Cái bài này lâu lắm rồi bà chị già ơi. Mà em thấy anh ấy cứ làm sao ấy. Sao? Cứ mờ ám kiểu gì ấy. Mờ ám cái đầu mày. Mày suốt ngày thám tử bố ba bố bẩn thôi. Người ta tốt như thế mà vẫn còn chê. Em hơi bị có con mắt nhìn người đấy nhá. Chị đừng có mà khinh thường em. Vâng ạ. À, nói nhiều quá thì đi về đi. Chị còn bao nhiêu việc ấy. Đi. Đi. Mệt quá.
Cuối cùng thì mình cũng nằm được cái chiếc đệm êm này rồi. Ủa ôi, này dậy đi, nằm cái gì nữa. Em đi dọn dẹp nhà cửa đi, mẹ về lại rách việc đấy. Ui thôi chị ơi. Sao em quên mất rồi? Gì nữa? Mẹ bảo mua đôi mới nhưng mà em đi siêu thị em quên mất mua rồi. Nay không mua thì mai mua, có thế cũng phải nhặt hết cả lên. Nhưng mà đũa cũ em vứt hết vào thùng rác rồi, thế tôi lấy cái gì mà ăn? Yên tâm, chị đã có phương án sơ cua. Này, chị đừng nói với em là chị cho cả nhà ăn bốc đi nhá. Bốc là bốc thế nào? Đũa sạch. Gì đây? Cái này chị nhặt ở thùng rác lên đấy à? Rác cái gì mà rác? Cái này là đũa sạch dùng một lần đấy. Anh Hòa nhờ chị đi ship cho khách mà chị đã ship đâu. Thôi, nhà mình ăn tạm trước đi, ngày mai chị ship cho khách sau. Chưa gì đã muốn làm bà chủ rồi đấy. Mà em hỏi thật nhá. Nhà chồng tương lai của chị ấy, có nghề truyền thống là vót đũa thuê đúng không? Thiền tha liền thiền. Anh Hoàng ấy là kinh doanh buôn bán lớn ấy, tầm nhìn nó hơi bị nhìn xa trông rộng luôn. Ý lại bắt đầu khoe khoang rồi đấy. Không, chị nói nghiêm túc đấy. Anh Hoàng bảo với chị là bây giờ cái gì cũng cần sẵn, mà đồ ăn lúc nào cũng là nhu cầu thiết yếu. Mà đã là thiết yếu ấy thì chắc chắn là phải có sản phẩm đi cùng đúng không? Đũa sạch dùng một lần đây. Từ nhà hàng này đến quán ăn, đến những hộ gia đình mà lười vệ sinh dọn dẹp thì chắc chắn là càng cần đến đũa tre dùng một lần. Khéo bà chị mình lại thành bà chủ buôn đũa dùng một lần đi chứ. Chuyện xin chào hai chị em. Hôm nay hai chị em không đi chơi đâu hả? Anh Ca không về quê hả? Ở nhà anh có việc, mấy hôm nữa mới phải về cơ. Thế thì anh ở lại chơi với hai chị em nhá. Mà chị em mình Alo ạ, đồ anh Ca để đâu hả chị? Vâng, để em mang lên đây. Sặc mùi quá chất. Đây có phải là nguyên nhân khiến anh Ca bị đau bụng không nhỉ? Ôi. Ui, sao thế này? Alo Tôm ơi, em đang đâu ấy, đi về ngay đi. Anh Ca anh làm sao ấy? Như kiểu là ngộ độc thức ăn ấy. Ui. Biểu hiện như nào hả chị? Thì anh ấy bị đau bụng, với cả mẩn, bùi, mẩn đỏ hết cả tay chân lên em ạ. Chị đưa anh Ca đi viện luôn đi, để em về luôn. Thế em về luôn đi nhá. Vừa ngứa lại vừa đau bụng thế nhỉ? Ui, anh ơi. Sao mà không bệnh thì lại vừa ngứa và đau bụng là thế nào? Không thể để họ lộng hành như vậy được. Mình phải bắt tay vào cuộc mới được. Ngày nào mà cũng nhặt được nhiều như thế này á, chả mấy chốc mà giàu to. Gì đây? Ui, khách lấy gì số lượng lớn? Alo em à. Ừ em lấy xỉ số lượng lớn đúng không? À, thì nếu mà chắc lấy ấy thì cọc trước cho anh một nửa để làm tín. Hàng bên mình có sẵn không anh ơi? Ông chứ hàng lúc nào thì anh cũng có sẵn hết. Nhưng mà em lấy nhiều như thế thì anh hẹn ngày kia nhá. Ngày kia đi. Nhớ là chuyển khoản trước cho anh một nửa nhá. Đấy gửi. Ôi trời, ôi chuyển luôn này. Ôi làm giàu không khó luôn.
ôi ôi. Hai chị em đến có việc gì đấy? Chắc là anh đang bận lắm nhở? Anh có cần hai chị em giúp không? À không, anh có bận cái gì đâu. Hai chị em đến chơi là anh vui lắm rồi. Không cần giúp, hay là anh đang cố tình che đậy điều gì? Em đang nói linh tinh cái gì đấy? Anh che đậy cái gì? Này, Hải Vy. Chị đã tin lời em nói chưa? Tin tưởng cái gì? Chắc là có hiểu lầm gì đây thôi. Hai chị em cứ đi ra ngoài ngồi chơi xây nước đi. Anh dọn cái đống lộn xộn để cho anh ra luôn. Anh dọn ấy, để phí tàng à? Thôi, anh không cần dọn đâu, cứ để đó đi. Đó sẽ là chứng cứ để buộc tội anh đấy. Sao em cứ nói linh tinh cái gì đấy? Chắc chắn là có hiểu lầm gì đây thôi. Mọi người nghe anh giải thích đã. Hành vi dối trá, lừa lọc của anh không thể qua mắt tôi đâu. Anh là người có tầm nhìn, biết đầu tư làm ăn, nhưng con đường làm ăn của anh là thất đức. Anh thu gom đũa đã qua sử dụng về ngâm tẩm hóa chất, rồi bán lại kiếm lời chênh lệch, khiến biết bao nhiêu người mắc bệnh, ngộ độc. Bằng mắt thường cũng có thể nhận ra thứ anh ngâm là hóa chất, vì mùi của nó rất nồng. Tất cả những việc anh làm cũng chỉ là muốn vì có một tương lai tốt hơn thôi mà. Anh đừng có mà lấy tôi ra để bao biện. Tôi thật không ngờ anh là một con người thất đức như thế đấy. Anh đang tự hủy hoại tương lai của mình đấy. Anh có biết loại đũa này đã biết bao nhiêu người ăn không? Sau khi họ ăn vào sẽ bị tác dụng phụ bởi hóa chất làm ảnh hưởng tới sức khỏe. Có người còn bị ngộ độc, còn phải nằm cấp cứu trong bệnh viện đấy, anh có biết không? Này, sớm muộn gì thì anh với em cũng là người một nhà. Bây giờ anh làm tất cả mọi việc để tốt cho chị gái của em. Em không ủng hộ, lại còn phá đám chuyện làm ăn của anh như thế à? Này anh Hoàng, cái gì mà người một nhà? Tôi và anh sẽ không bao giờ đến được với nhau đâu. Và tôi tin chắc rằng gia đình tôi sẽ không bao giờ đồng ý cho tôi đến với một người thủ đoạn như anh. Em... Bây giờ em định lật lọng đúng không? Lật lọng á? Anh định làm gì hai chị em tôi? Tất cả những bằng chứng tôi và em tôi đã thu thập được và nộp hết cho cơ quan công an rồi. Anh đừng hòng thoát tội. À, tôi đến đây cũng thông báo với em một tin. Tôi và anh chính thức chia tay. Thôi được rồi, chia tay thì chia tay. Mời hai chị em nhà cô ra khỏi nhà tôi. Bọn em sẽ đi, nhưng chắc phải một lúc nữa đây anh Hoàng ạ. Bởi vì bọn em là nhân chứng tố cáo của anh mà. Nhờ đâu bọn em đi, anh phi tan hết chứng cứ thì sao? Công an cũng sắp đến đây rồi, anh chờ chút nhá. À, anh về. Xem anh có mua gì cho Na này. Ta-da! À, ruốc, em rất thích ăn món này. Sao hôm nay anh lại uống ruốc thế? Bình thường nhà mình có ăn món này đâu. Hay là anh lười nấu cơm, hay là mua đồ ăn sẵn thứ gì? Anh mà lười như thế, lấy mách mẹ đấy. Mẹ bảo là nấu đồ ăn tươi cho bọn em ăn cơ mà. Cái thằng này, chả tin tưởng anh gì cả. Hơi tin là dọa mách mẹ. Có dọa mách mẹ, anh không sợ đâu. Chẳng qua là nhớ, hôm qua anh đưa Na đi học, có rẽ vào quán xôi gần trường ăn. Na thích ăn ruốc cô ấy, nên là anh đặt cô ấy một túi để cho Na ăn dần. Na nhở? Na, thích thì cũng không được bốc tay như thế. Vào rửa tay đi. Vâng ạ. Anh Tôm nói đúng rồi đấy. Na vào rửa tay đi, rồi ba anh em ăn cơm nhé. Anh Cường ơi, em thấy có gì sai sai ấy. Sai sai là sao? Đâu? Để anh em thử xem nào. Ngon mà nhỉ? Nhưng mà em thấy nó cứ bã bã, với cả chẳng giống loại mẹ hay làm cả. Ôi thôi thôi thôi, ông lại bắt đầu vào vai thám tử rồi đấy. Chỗ này bán hàng uy tín mà, ngày nào Na đi học mà chả ăn nhỉ? Mà ông không ăn ý, thì để đấy, hai anh em chúng tôi ăn càng còn, Na nhờ. Ăn đi. Na ơi, mở cửa anh Na ơi. À. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mở cửa lại đi. Sau đêm rồi hai anh lại lang thang ở ngoài làm gì đấy? Ôi, anh đau bụng quá. Nào cũng bị đau bụng. Thôi không nói chuyện với em đâu. Na ơi, mở cửa anh Na ơi. Na, em bị đau bụng như thế nào? Lâu chưa? Em không biết nữa, tối nay cứ đau. Ôi, Na, anh Cường ơi, anh Cường. Tài. Này, sao lại mang ra đây? Không mang ra đây thì mang ra đâu? Cuối chợ rồi, gom mãi mới được một ít này đấy. Mà nó hôi một sừ ra. Mang về nhà để bắn mẹ mắng cho. Mà chị phải trả thêm tiền công cho em đi. Chứ suốt ngày bắt em động vào mấy cái hóa chất này à. Em hỏng hết cả người. Mày chỉ giỏi vòi tiền thôi. Đây đâu phải là vòi tiền, đó là tiền công của em mà. Suốt ngày em làm cho chị thế này à. Chị, em đau đầu, em mỏi gối, em tê tay. Sống kiếm đột quỵ thì sao? Nào, muốn gì nói đi. Đúng là chị gái của em. Em á, chả thích cái gì, chỉ thích đi xem phim Marvel thôi. Mà ngoài rạp ấy, đang có phim mới ra đấy. Chị cho em tiền một vé xem phim nhá. Làm gì có tiền mà suốt ngày ra rạp xem phim thế hả? Mà mày rủ cả con Linh hàng xóm đi đúng không? Tao còn lạ gì nữa. Mà nói bao nhiêu lần rồi, bao giờ ấy, phim ra web thì mới xem. Chứ mày xem phim ở trên rạp ý, tốn tiền mà sư. Mày đi như thế thì ai làm hàng cho chị? Không cho. Chị ơi, chị có bán bánh mì không ạ? Chị có, chị có. Mang vào trong kho xử lý đi. Thế em trai ăn gì chị phục vụ nhỉ? Chị cho em mua bánh mì trứng ạ. Ừ, có ngay. À, thế em đẹp trai có ăn thêm ruốc không? Này, ăn thêm một ít cho ngon nhá. Ruốc là nhà chị tự làm đấy. Đảm bảo an toàn vệ sinh luôn. Ai ăn rồi sẽ nghiện thôi. Vâng ạ, thế chị cho em thêm một ít ạ. Ok. À chị ơi, nhà chị có nhà vệ sinh không ạ? Chị có thể cho em đi nhờ được không ạ? Thế em đi thẳng vào trong nhá. Dạ vâng ạ. Quay chụp cái gì đấy? Em là ai đấy? Tại sao lại vào đấy? Em định đi vệ sinh ạ. Nhà vệ sinh trong kia cơ mà. Dạ vâng, em đi nhầm. Em xin lỗi anh ạ. Này, hết oxy già đấy. Mua thêm đi. Dùng oxy già để tẩy thịt. Vào đây mở hàng cho chị đi. Thế hôm nay không dẫn em gái đi cùng à? Mà thôi, hai anh em ăn gì chị lấy cho. Ngày hôm nay tôi không đến đây để ăn, mà tôi đến để vạch trần công thức làm giúp bẩn của nhà chị. Này, mới sáng ra làm nhảm cái gì đấy? Đừng có đứng đây mà ám quẻ như hai cái thằng này. Đừng tưởng đẹp trai muốn nói gì thì nói. Chị đây không ngán ai đâu. Nhanh chân ý thì biến đi, không chị mắng cho quên lối về đấy. Chị thôi đi, chúng tôi đến đây không để vu oan cho chị đâu. Chúng tôi đã có tất cả chứng cứ về hành vi phạm tội của chị rồi. Ngày hôm đó, khi anh Cường mang ruốc về, trong bữa cơm, tôi đã quan sát và thấy ruốc của chị có phần khác so với ruốc mà mẹ tôi hay làm. Phần ruốc không tơi, cứng và nhạt màu hơn so với ruốc bình thường. Lúc nếm ruốc có vị ngọt lợ trên đầu lưỡi, sau một lúc sẽ có vị chát gắt khó chịu. Khi nhai để ý kỹ, sẽ có cảm giác càng nhai càng dai. Hôm đó, Na rất thích ăn và ăn rất nhiều, anh Cường cũng vậy. Và đến tối, cả hai người đều bị đau bụng. Na còn đau đến độ phải đi bệnh viện cấp cứu. Đã có kết quả kiểm tra, thành phần chính trong ruốc của chị chính là thịt gà thối được tẩy trắng và thành phần lạ nữa. Đấy là lý do vì sao khiến anh trai tôi và em gái tôi bị ngộ độc. Mày đừng có mà nói linh tinh nhá, có chứng cứ không? Bao nhiêu người ăn thì chả làm sao. Đến anh em mày đau bụng ý, chạy đổi cho nhà tao. Bởi vì mọi khi mọi người ăn ít thì không sao. Còn hôm đấy tôi mua cả cân về, ăn nhiều nên bị phản ứng ngay. Ngay hôm sau đó, tôi đã qua quán của chị để tìm hiểu xem có thu thập được thêm chứng cứ gì không. Thì phát hiện ra em trai của chị dùng oxy già để tẩy thịt gà thối để làm ruốc. Tuy nhiên tôi không lấy được chứng cứ.
tất cả ấy chỉ là nói mồm thôi. Mày đừng có vu oan giáo họa cho tao nhá. Chị muốn có bằng chứng có phải không? Chúng tôi có đấy. Ơ, rất đông vui đấy à? À, anh Cường, cảm ơn anh vì hai cái vé xem phim nhá. Này, mày quen cái thằng này à? Vâng, anh ấy cho vé xem phim mà. Nào, muốn gì? Nói đi. Đúng là chị gái của em. Em á, chả thích cái gì, chỉ thích đi xem phim Marvel thôi. Mà ngoài rạp ấy, đang có phim mới ra đấy. Chị cho tiền một vé xem phim nhá. Làm gì có tiền mà suốt ngày ra rạp xem phim thế hả? Mà mày rủ cả con Linh hàng xóm đi đúng không? Tao còn lạ gì nữa. Mà nói bao nhiêu lần rồi, bao giờ ấy, phim ra web. Vé xem phim à? Chứ mày xem phim ở trên rạp ấy, tốn tiền mà sư. Mày đi như thế thì ai làm hàng cho chị? Không cho. Trong hàng nhá, chị lên bếp làm ít đồ trả khách. Trông cẩn thận đấy. Biết rồi, giờ này làm gì có học sinh đâu mà sợ. Rồi. Cho anh cái bánh mì đi. Vâng ạ, có tiền, có liền luôn anh. Bực hết cả mình, mất hết cả công. Có chuyện gì mà trông anh bực mình nhá? Anh đã bực hết cả mình đấy. Đứng đợi mãi mới mua được hai vé xem phim mới. Đang định dẫn người yêu đi xem thì phát hiện người yêu cắm sừng em ạ. Thế có điên không chứ lại? Thế này còn xem xét gì nữa? Thôi anh xé đi đây. Xem lại xé đi. Phí lắm. Anh không cần nữa thì anh cho em đi. Thôi được rồi, chú cầm lấy đi. Chú cầm lấy luôn đi. Nhưng mà vé xem phim hai người đấy. Đi một mình thì buồn chết. Anh đứng cả buổi chiều mới mua được đấy. Em không đi một mình đâu. Em muốn mua mãi mà có mua được đâu. Hay là anh trông hàng em một lúc nhá. Em chạy vèo sang nhà hàng xóm, xong rồi em về luôn. Cứ đi đi, anh ăn rồi anh trông hàng luôn cho. Dạ vâng ạ. Linh ơi, anh đến đây. Nhanh lên đấy. Có gì anh báo động cho em nhá. Rồi đi đi. Biết chất lạ trong nước là gì rồi. Chính là bã sắn tây. Cái này mọi người vứt đi thì không ăn được, nhưng chị lại thu gom về trộn cùng thịt gà được tẩy trắng để làm thuốc bán cho học sinh. Nhìn chị không đến nỗi nào mà chị làm ăn thoát đức thật đấy. Chị bán ở cổng trường, khách chủ yếu là học sinh dạ dày yếu. Không những chị làm ruốc bằng bã sắn dây, chị còn làm bằng kiểu thi thuần thi thối nữa. Tất cả là tại mày đấy, cái thằng trời đánh này. Em biết gì đâu, tại chị không cho tiền mua vé xem phim với chứ. Mà chị cũng hám lợi lắm cơ. Thấy cái gì rẻ là cứ cho hết vào. Tao mà không làm thế thì mày có tiền ăn chơi chắc. Nó không chỉ gây hại trước mắt mà còn gây hại cho cả sau này nữa đấy. Chị làm như vậy không thể dứt được à? Nếu con của chị ăn thì chị sẽ thấy như nào? Phủi phủi cái mồm mày đi. Tất nhiên là con tao, tao sẽ không làm thế rồi. Mà thôi, tao không biết gì đâu nhá. Chị nó không biết là xong à?
chị định chối bỏ trách nhiệm dễ dàng như thế ư? Mời chị lên phường trình bày. Mở ra. Anh Hoàng, anh giấu giếm cái gì đấy? Cho em xem nào. Mắt thằng này tinh thế nhỉ? Tưởng cái gì hay, hóa ra toàn mấy cái đồ linh tinh, nhìn chẳng uy tín gì cả, em không thèm. Linh tinh cái gì mà linh tinh? Đây là đồ ăn gia truyền, mà nó sẽ giúp tao làm giàu đấy. Cái gì cơ? Làm giàu á? Anh mấy lần bị lừa với kinh doanh đồ đều rồi, mà anh còn chưa chừa. Thôi tốt nhất nhá, anh cứ đi làm đi còn hơn. Lần này khác. Mày nhìn xem, đây là cái gì? Bim bim cân. Tưởng gì, cái này nhá, ở cổng trường em bán đầy luôn. Anh có thích ăn không? Em mua cho anh cả thùng cả túi. Mày chả biết cái gì luôn ấy. Đây ý, là chỗ uy tín. Tao vừa mới xin được địa chỉ ở chỗ người thân đấy. Chỗ này nhá, bán xỉ, rẻ cực kỳ luôn. Tao chuẩn bị lấy về một đống. Sau đó, tao sẽ chia ra từng gói để bán cho các cổng trường. Quả này làm ăn phát đạt luôn. Nghe nó có kiểu gì ấy anh ạ. Mấy chỗ uy tín của anh. Mày đừng có làm tao được ý nhá. Nhá. Mà tao đang định qua chỗ này xem như thế nào. Mày nghi ngờ thì đi cùng không? Không đi. Mà không chật sữa. Anh có đến sai địa chỉ không đấy? Làm gì thế ai đâu? Sai làm sao đâu, người quen đã cho địa chỉ cơ mà. Anh Cường ơi, anh Cường. Hay anh tìm ai ạ? À? Đây có phải là nhà anh Cường chuyên bán bim bim cần đúng không? À. Bọn anh đi mua bim bim. Dạ đúng rồi ạ. Hai anh vào đi ạ. Bố ơi bố, bố ơi. Bố ơi bố, bố ơi. Bảo, bố đã bảo có bao nhiêu lần rồi? Là không được cho người lạ vào nhà cơ mà. Nhớ mất trộm thì làm sao? Mà hai anh em nhà này đến đây có việc gì đấy? Bọn em không phải người xấu đâu anh ạ. Bọn em đến đây để mua bim bim. Bọn em được chị Huyền giới thiệu. Thế ngồi xuống đi. Người quen của Huyền à? Thế muốn mua như nào? Em muốn mua số lượng lớn về để bán anh ạ. Anh có những loại như thế nào à? Để anh cho xem luôn. Đây nhá. Loại này 20 này. Loại này 25 này. Còn loại này 30. Bố bảo con không được ăn cơ mà. Nghe ra. Em này mới ăn một chút thôi mà. Con không nghe lời bố à? Nhổ ra ngay. Nhà chú nhiều thế, em mới ăn một chút cũng có sao đâu ạ. Cháu không biết cái gì cả. Bây giờ để nó ăn tự tiện như thế, thao hết hàng của khách. Mà cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi đây này. Tí mà không ăn được nhá, mẹ là mắng chết. Em mới ăn rồi thì thôi chú ạ. Sao chú lại bắt em mới nôn ra? À, dạ dày lắm ạ. Con chú, cứ để chú dậy. Thôi, bảo đi vào nhà đi. Thằng em nó hơi bao đồng anh ạ, anh cứ kệ nó. Thế em lấy hàng thì lấy ở đây luôn hả anh? Em cần số lượng lớn ý, thế anh có luôn không? Đúng rồi, em có thể đến đây lấy hoặc là cho anh địa chỉ, anh mang qua cho tiện. Chứ bây giờ cần nhiều ấy, anh cũng không có luôn đâu. Em tưởng nhà anh là sản xuất luôn mà. Thế anh cho em xem cái chỗ sản xuất luôn được không ạ? Đúng rồi, đây là nhà anh chứ xưởng gì. Mà hôm nào rảnh ấy, anh sẽ dẫn hai anh em đi xem xưởng của anh. Mà bao nhiêu người đến đây mua hàng của anh, chả ai cần xem xét gì cả. Em nói thế thôi, chứ nhìn anh á, làm thấy uy tín lắm luôn đấy. Bây giờ nhá, anh cho 3 bao trước, mỗi bao 10 cân. Ship đến nhà cho em, xong em thanh toán. Được, cứ thế đi, em cứ cho anh địa chỉ, rồi mai anh mang qua cho, nhá. Mà bây giờ anh vào trong có việc, tính ra hai anh em đóng cửa cho anh nhá. Vâng. Bao, nhổ ra. Anh ơi, đuổi em chút. Cái thằng này. Mày lục của thùng rác nhà người ta à? Chào anh. Anh tìm ai nhỉ? Tôi bên cục vệ sinh an toàn thực phẩm. Tôi nhận được tin là nhà anh làm bim bim từ nguyên liệu kém chất lượng. Mong anh hợp tác điều tra. Ai tố cáo với anh thế? Nó lăng nha lăng nhăng. Nhà em có bán bim bim đâu. Đứa nào nói với anh để em cào nát mặt nó ra.
Là tôi đấy. Anh cung cấp bim bim cho tôi mà anh lại bảo là không bán à? Hay mà thứ anh bán cho tôi không phải là bim bim? Đây là cái gì? Đúng là bà hôm đấy anh em mình nhìn thấy. Hay là nhà anh nuôi gia súc nhở? Chứ không thì làm sao lại có cái này? Anh không thấy ông ý bảo là nhà bé thế này thì làm sao mà sản xuất được à? Thế mà lại nuôi gia súc, chắc chắn có gì đó sai sai. Thế bây giờ làm sao để xác minh? Để... Bảo. Dạ. Em đi đâu đấy? Có em bim bim không? Dạ có. À mà thôi em không ăn nữa đâu. À, bố em bảo là phải đi mua mực khô cho bố. Mực khô á? Vâng ạ. Bố em nghiện món đấy luôn. Ngày nào cũng phải ăn mực khô vì uống bia mới chịu được. Bảo cho anh hỏi một chút nhá. Ờ, nhà Bảo có nuôi con gì không? Kiểu là con gái hay con lợn ý? Dạ không hả? Nhà em bé đấy làm sao muốn nuôi con gì được? Lần trước em xin bố nuôi con mèo mà bố còn mắng cho ấy. Thế à? Vâng ạ. Ờ, nhà anh cũng có một con mèo đấy. Khi nào Bảo thích chơi thì sang nhà anh nhá. Dạ vâng ạ. Thôi, anh đi đây. Chào Bảo nhá. Em chào anh. Này, anh với chú em cãi nhau à? Chú nói linh tinh cái gì đấy? Mà nhà anh không nuôi gia súc thì anh không được quyền mua thức ăn gia súc à? Luật cấm điều đấy à? Hả? Anh không quên em. Thế tại sao điện thoại của em lại ở trong nhà anh? Để em vào tìm nhá. Này, ai cho mày vào nhà tao? Ghi lại được hết rồi anh ạ. Sao điện thoại của mày lại ở đây? Sau khi xác nhận được nhà anh không nuôi gia súc nhưng lại có rất nhiều bao bì đồ ăn gia súc ở thùng rác, chúng tôi nghi ngờ anh sử dụng chỗ đồ ăn đó cho mục đích làm bim bim, nên chúng tôi đã lên một kế hoạch để thâm nhập vào nơi sản xuất của anh. Ờ, chú đấy à? Hôm qua anh mới ra hàng cho chú, hôm nay đã hết rồi à? Không, chẳng qua là mẹ em vừa đi Quảng Ninh về mua được mấy con mực khô, hàng cực phẩm luôn anh ạ, nên là tự dưng em lại nhớ đến anh. Nhớ anh mà dạo này em kiếm được một khoản kha khá nên là tính mời anh một chầu. Nhưng mà anh đang đóng hàng không tiện lắm. Anh không nể mặt em thì phải nể mặt mấy con mực này chứ, bơi từ Quảng Ninh lên đây cơ mà. Thôi làm một lon anh nhá. Thôi, thế một lon thôi nhá. Anh nể mấy con mực là bơi được khoảng lên vào bụng anh ấy. Không ăn là có lỗi với nó. Vào đi. Ngon đấy. Em kính anh. Anh mời chú. Chú vừa đá lên đi rồi. Vừa về em rồi. Dậy uống đi. Anh ơi. Anh. An toàn chưa anh? Tao là tiên tiểu mày. Mà mày nhanh lên. Không biết lúc nào ông ấy tỉnh đâu. Tao đây canh cho.
mày lừa tao à? Anh không làm gì khuất tất thì làm gì có chuyện này xảy ra. Đây là tất cả những bằng chứng ghi lại những hành động xấu xa của anh mà thôi. Anh cũng có con. Anh không cho con mình ăn bim bim do chính nhà mình sản xuất vì sợ ngộ độc. Nhưng anh lại bán ra cho những đứa trẻ khác. Anh làm như vậy không thấy lương tâm cắn rứt à? Nhỡ đâu sức khỏe của những đứa trẻ có bị vấn đề thì làm sao? Tao làm sao mà lo được hết? Bố mẹ nó phải tự quản chúng nó chứ. Ăn đi thì có làm sao đâu. Chó mèo ăn được thì người cũng ăn được. Tại sao anh vẫn không có thái độ hối hận nhở? Không những dùng đồ gia súc để làm bim bim, mà loại dầu của anh cũng là loại dầu lưu cũ, loại dầu bẩn được làm từ mỡ lợn thối và loại dầu công nghiệp do những nhà hàng thải ra. Anh mang về lọc lại rồi sử dụng. Chúng tôi đã theo dõi anh và lấy loại dầu ăn để đi kiểm nghiệm rồi. Bằng chứng đã đầy đủ, mời anh lên phường để giải quyết.